Kính thưa quý vị khán giả, Ái Xuân rất là vinh hạnh và rất là hạnh phúc được có những hình ảnh này và có những đôi lời để chia sẻ cùng quý vị khán giả. Vừa qua là ca sĩ Hoàng Đăng Khoa đã có điện thoại và mail cho Ái Xuân từ Mỹ để Ái Xuân trở về hát và cùng giúp vui với ca sĩ Đăng Khoa trong ngày 7 tháng 6. Nhưng Ái Xuân thật là buồn và rất là nuối tiếc, bởi vì Ái Xuân không về được, vì Ái Xuân còn rất nhiều công việc và Ái Xuân đã nhận show bên đây và không thể nào mình cancel được. Cho nên là Ái Xuân xin kính chúc cho quý vị khán giả một đêm xem live show của Đăng Khoa tràn đầy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trong tiếng cười và lẫn những tràng pháo tay của quý vị đã tặng cho Đăng Khoa và cũng như các anh chị trong đêm live show của ca sĩ Đăng Khoa. Và Ái Xuân cũng xin chúc cho Đăng Khoa, một người em của Ái Xuân, được thành công và được tăng tiến trong nghề nghiệp hơn và sẽ được nhiều nhiều khán giả thương và ủng hộ Đăng Khoa nhiều hơn nữa, không phải riêng ở Việt Nam và toàn thể trên đất Hoa Kỳ, và khán giả sẽ thương ủng hộ Đăng Khoa nhiều hơn. Và Ái Xuân cũng không quên cảm ơn các anh các chị đã đến để có mặt trong đêm live show của Đăng Khoa, để đêm live show này có được những tinh hoa và có những chương trình tiết mục hay hơn và nhiều hơn. Nhất là cảm ơn anh Hoài Linh, má Ngọc Giàu và má Hồng Nga và các anh chị đã đến đây, và cũng như là cảm ơn người đẹp Yến Quỳnh đã đến để ủng hộ cho Đăng Khoa vừa qua. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sẵn đây Ái Xuân xin nhờ một người em và một người bạn thân của Ái Xuân, đó là chị Nga, sẽ lên tặng một đóa hoa để chúc mừng đêm live show của Đăng Khoa sẽ được thành công mỹ mãn và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và Ái Xuân xin hẹn gặp lại. Ái Xuân sẽ hứa một ngày gần đây Ái Xuân sẽ trở về, sẽ làm một live show để đáp lại tấm chân tình mà mong đợi lâu rồi mà Ái Xuân chưa có tái ngộ cùng khán giả, và mong quý vị khán giả sẽ đón nhận và đừng quên Ái Xuân nha.